Đã bao giờ bạn tự hỏi mình có đang hạnh phúc không? Đã bao giờ bạn cảm thấy mình tự ti, thất bại và kém cỏi? Phải làm sao để sống hạnh phúc trong mọi mặt của cuộc sống và đích đến của cuộc đời là gì? Bạn hãy tự trả lời những câu hỏi này sau khi tham gia khóa học nghệ thuật sống hạnh phúc của giảng viên Phan Văn Trường. Khóa học này là những đúc kết qua 73 năm sống hết sức thành công và hạnh phúc của giáo sư Phan Văn Trường. Ông lần lượt chia sẻ với chúng ta những năm tháng tuổi trẻ, những nhọc nhằn, thách thức từ thuở 17 tuổi, khi lần đầu tiên đặt chân tới Pháp, cho tới những thành công vượt bậc ở quy mô hoàn vũ, đi khắp 80 quốc gia và tạo không ít dấu ấn nghề nghiệp. Khóa học sẽ giúp học viên hiểu bản thân, tìm công việc phù hợp, cách lựa chọn công ty khiến bạn có thể hạnh phúc khi làm việc, hay cần ra quyết định thế nào ở những giai đoạn chuyển hướng nghề nghiệp. Ông cũng mang tới những giải pháp cho những người bận rộn, rồi trả lời những câu hỏi muôn thuở, cân bằng cuộc sống và công việc. Khi đối diện với áp lực, thậm chí những thất bại nặng nề như phá sản thì cần làm thế nào? Về tình yêu, bạn sẽ học được cách lựa chọn bạn đời phù hợp, cách chăm sóc con cái. Kết lại, ông sẽ đặt ra cho chúng ta một mệnh đề, ý nghĩa cuộc sống là gì? Hãy đăng ký ngay khóa học nghệ thuật sống hạnh phúc để thông suốt trên con đường đi tìm hạnh phúc trong cuộc sống.